Rồi, hello anh em. Thì hôm nay là hàng mới lại về. Rồi đặc biệt đây là chiếc CB500F. Thì hôm nay anh muốn quay cho anh em xem để anh em lựa một chiếc xe. Và con xe này mình mới test xong luôn. Và mình đã thay nhớt cho nó mới 100%. Mình con này nhớt là 2 lít rưỡi nha anh em. 2 lít rưỡi. À, khi 2 lít 4, 2 lít rưỡi đó. Khi mà anh em thay lọc nhớt và nhớt à, thì mình không thay lọc nhớt là mình thay 2 lít rưỡi á. Thì đã xong và mình đã test xong, kiểm tra xong cho anh em và bây giờ mới dám quay clip lên anh em. Thì giá con này mình đang bán, con này CB500F là xe biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nha anh em. Là mình bán với giá 137 triệu nha anh em. Xe rất là ngon, rất là ok luôn và có chống đổ sẵn rồi nè. Thì cái con này theo mình trải nghiệm nó. Tại vì một phần là mình mua con này về để mình trải nghiệm luôn. Tại vì nghe tên tuổi nó đã lâu. À, thì con này á, khi mình đi trong thành phố là rất thoải mái, không có nóng quá. Rồi à, cái độ linh hoạt của nó rất là có và đặc biệt là nó nhẹ. Nó rất là nhẹ. Và ngày hôm nay á, là mình mới đi quay một cái phim của V1 về. Thì có một đứa em á, ở từ xa lên mua xe của mình. Em nói là nó ở đâu quên rồi ta? Ở Tiền Giang, mua chiếc R15 xanh. Nhưng mà về không kịp, vừa về là em đi mất tiêu à. Mình đón nó để mình... nhưng mà vẫn cho thằng em nó lên nghỉ ngơi đồ rồi về đúng không? Ừ thì có lính mình ở nhà tiếp. Đó rồi ok, thì bây giờ mình quay lại chiếc xe này. Thì con này giá cả rất là hợp lý thôi. Chỉ có 130 mấy triệu là anh em sẽ có một con 500 phân khối mạnh mẽ. Giờ nói sao ta, bền bỉ. Honda thì rất là bền bỉ rồi. Thì theo cảm nhận cái con này á, cái ga đầu của nó đã giống với 8 á. Đã đó. Tại vì hay là do một phần nó mới. Và con xe này anh em thấy không, hai chìa khóa zin đầy đủ luôn, chìa còn niêm phong luôn thấy không? Đó. Rồi, thì con này vẫn là bô zin nhưng mà tiến bộ rất là lực. ABS trước sau. Đó. Đây. Để cho anh em nghe tiếng bô zin. Đây. Thấy không? Có tiếng bánh tai luôn á. Thấy không anh em? Rồi thì con này có hai giác luôn đó, mở hai giác lên, hai giác đó, thấy chưa, có hai giác luôn đó, để anh em đi xa đồ này nọ đó, rất là ok. Và chiều cao nguyên của con này rất là thoải mái, những anh em 1m60 là anh em có thể chơi được nha. 1m60 là chơi con này được rồi. Thì mình ngồi 1m7 ngồi hơi kiển chân nè. Cục máy rất là đẹp, hình như theo mình biết cái cục máy con này nó chung với lại cái thằng CB500R đúng không, CBR500R, CBR500 với lại Rebel 500 á, nó chung cục máy á, như vậy nhiều khi nó tinh chỉnh hơn một chút xíu thôi. Và ở cái con này á, vẫn chưa có cái hiện là báo số nha anh em, chỉ có báo số mòn thôi, đó, chỉ có báo số mòn, cái đồng hồ rất là gọn. Và cái gì ta, đèn thì sáng, đèn 2 tầng, nhìn nó không có lỗi thời nha anh em, rất là đẹp. Và con này theo mình cảm nhận lại cho anh em nha, mạnh, đi trong thành phố mạnh. Kéo nhẹ cái là lên 100 mà. Tại dù sao nó vẫn là 500 phân khối. Ngồi thoải mái. Và khi yên sau nè anh em, chở người ngồi sau rất là thoải mái nha. Người ngồi sau ngồi rất là thoải mái luôn. Cái này không có gì để chê nữa rồi. Biển số Sài Gòn nữa, quá tuyệt vời. Rồi, để coi thử có gì để nói nữa không. Con này cũng có bảo vệ các nước nè anh em. Bảo vệ các nước nè, CB500 luôn nè. Chống đổ này nhìn rất là chắc chắn ha. Bộ chống đổ này lên cũng tiền không á. Anh em có thể bắt chờ sáng trên đây. Phuộc thì nó không được trang bị phuộc upside down ha anh em ha. Nhưng mà cái phuộc này thì nó sẽ bền hơn đó. Phuộc, mấy phuộc này rất là bền. Bền cực kỳ bền. Đây quay cho anh em cổ bô mới tinh luôn, sáng chói luôn. Mình mới đi 2 ngày đó. Mình mới đi có 2 ngày đó. Đó, ốc lóc máy nè. Nhìn cục máy rất là hầm hố ha. Tại vì chiếc xe này á, người ta thiết kế là để dành cho vừa một chút thể thao, vừa một chút gọi là đứng. Những người như mình á, đó thì đã qua một thời gian là mình đã chạy sport bike rồi, mỗi lưng, mỗi chân, mỗi háng đó, rất là nhiều. Thì bây giờ những người như mình lại thích những con này. Đó, đi nó thoải mái, với lại nó có đủ tốc độ để cho mình cảm nhận được cái tốc độ rất là ok, ngồi thoải mái. Là cái đặc điểm của con này. Và anh em không thể nào mà nói á, để cho cái gấp của nó, cái gấp con này, những anh em mà mê dòng sport thể thao á, thì anh em sẽ chê nó xấu. Nhưng mà những anh em đứng tuổi á, hoặc là những anh em
cỡ hai mấy tuổi nhưng mà thích dòng này thì người ta sẽ thấy cái này nó đẹp. Sẽ thấy cái này nó đẹp tại bởi vì nó thiết kế cứng, nhìn nó cứng cáp. Còn bây giờ chẳng lẽ một người mà thích cái kiểu này mà bắt người ta lên uống lượng thể thao trẻ trung sao được. Một cái mà mình thích đây là cái đầu đèn, nhìn nó thiết kế một chút người đó gọi là rất là thể thao, giống robot á. Nhưng mà nó vẫn làm cho cái con xe mình nó phải nói sao ta, nó thời trang, cũng hơi thời trang một xíu. Đẹp, mình thích con này nè, mình đã đi 2 ngày luôn, cảm thấy rất là tự tin. Đã chạy con này được 2 ngày cảm thấy rất là thích. Và tiêu hao nhiên liệu của nó vẫn tiết kiệm xăng, nó rất là tiết kiệm xăng luôn. Phải nói Honda là cực kỳ tiết kiệm xăng, đổ 50 ngàn mà đi 2 ngày còn 2 vạch nè. Hồi bữa hết xăng thì nhớ không? Bây giờ anh đổ 50 ngàn đi vẫn còn. Đi anh đi lâu lắm á, đi chạy qua đoàn phim rồi chạy về lại rồi chạy tùm lum hết mà vẫn còn xăng. Đó thì con này cũng có ốp carbon bình xăng nè, cho khỏi chày nè. Mở bình xăng. Bình xăng nè, mới tinh luôn nè anh em thấy không? Mọi thứ đều mới can xà beng luôn. Chưa rửa luôn á, vừa chạy về quay clip cho anh em xem luôn á. Đó. Có chống trượt nữa nè. Cũng có mấy món đồ chơi mà chống trượt nè. Đó. Con này anh em mà mua về đi xa cũng ok lắm nè. Đi Bào, Nha Trang, Tây Bắc rồi là thôi tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn á anh em. Nhưng mà cái này mình lấy á, người ta không có cặp kính zin, ta có kính này thôi. Rồi. Như vậy thôi, thì anh em nào có muốn mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình 0916640653 hoặc là tới trực tiếp để xem xe. Địa chỉ 25 lô C, Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Anh em lưu ý là anh em phải gõ Google là Google nó chỉ tới đây luôn. 25 lô C chứ không phải là 25 Lý Chiêu Hoàng nha, 25 lô C Lý Chiêu Hoàng. Tuyệt vời luôn. Thực sự mình rất là thích con này, vỏ dày cui à. Đó, mới chạy về vỏ dày ơi là dày. Sự mình cũng thích con này lắm nữa. Anh em mà không lấy thì mình lâu lâu mình xách đi cà phê, rất là đẹp. Nhìn hầm hố mà gọn nhẹ lắm, nó không có nặng nha anh em. Nó gọn rất là nhẹ nè, dắt phát một nè. Nó rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, minh là chỉ có 1m7 thôi mà nhỏ con mà dắt là thoải mái vậy rồi. Đó, mà nhìn ở ngoài rất là to. Nhìn ở ngoài là để mình đánh giá coi là nó to hơn Z300 nhiều, to hơn MT03 rất là nhiều luôn. Có thể nó ngang ngang với Z8 á. Cái bình này nè nó ngang ngang với Z8, chỉ có cái đầu nó nhỏ hơn Z8 một xíu thôi. Cái đầu nó gọn lại. Nó gọn lại thể thao nhỏ hơn Z8 một xíu, nhưng mà nó ở ngoài cũng rất là bự đó nha anh em. Anh em còn nhắc nè, ở ngoài cũng rất là to. Đâu để anh dựng chiếc Z3 để gần chiếc Z8, chiếc này thử nha. Để anh dựng chiếc Z3 xúc. Đó. Rồi quay cho anh em xem để ở ngoài nó to thế nào. Cái gì? Z3 nó chỉ được cái đầu lại nó ôm lên cái ốp thôi. Đó. Đó, dựng hai chiếc lại nè. Em quay góc này nè. Người ta mới thấy con này nó sẽ bự hơn. Thấy chưa? Thấy chưa? Nhìn nó sẽ, anh em sẽ thấy là nó sẽ hầm hố hơn con Z3. Đó, đây là con Z3. Thấy chưa? Cái đầu này á, nó bự nhưng mà nó bị xuống. Đây, đó. Rồi, anh em nào mua xe thì cứ liên hệ cho mình nha. Cảm ơn anh em.